kéo ưng liền tạm nói nhưng lời ân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng sơn thành chẳng và có sông bằng nghệ lương thiện là phúc cao thượng bố thí hạnh pháp nguyên là nguyên thuộc hạnh vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm án từ chế không say xưa tin trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết công dường chế độ ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng tân thường hóa thường nghiệp kiến xa môn từ thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hạnh được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc cao thượng khi su chạm biết đời tâm công đồng không sâu từ tại vô nhiễm là phúc lành cao thượng sở hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ xin đạo tràng có nghe được tín hiệu con thì Nam Mô Bụt Tha nhé. Dạ con xin cảm ơn Thượng Tọa Minh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp của Bụt Tha Thâm Á trên Phao. Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 8 giờ đến. Cali 8 giờ sáng đến 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính, đảnh lễ Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay dành Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt bài 86, Kinh Angulimala, Sutta 924 đến 928 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo và Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đại chúng thành kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Tại Siêu, Ngài Thượng Tọa Giác Đản cùng quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Thì con thành kính cung kính Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính chào Thượng Tọa Giác Đản, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tân và Đức Pháp Tính. Thân chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh cũng rất thú vị. Có nhiều kịch tính. Bài kinh Anguttara kinh đó một thứ cướp của sát tên anh hình sát vốn là người hiền lành, tư chất thông minh, nhưng do vị thầy dạy bị dèm pha nên đã tưởng đã hướng người học trò văn võ toàn tài trở thành kẻ cuồng sát để luyện phép thuật. Thực tế chỉ là một cách gián tiếp để tiêu trừ người học trò bất hạnh này. Và ai hiên sát gọi là tướng cướp, nhưng mà thật ra thì Ahimsa giết người không phải là để cướp của, mà chỉ chặt lấy cái ngón tay cứ giết một người là chặt ngón rồi xỏ sâu. Đeo viên phổ như là cái tràn hoa ma lá. Cho nên từ đó người ta gọi là tướng cướp ăn quý ma lá, là cái tên tướng cướp mà đeo cái tràn hoa bằng ngón tay, tràn hoa ngón tay. Cái chữ ăn quý ma lá hán âm là ương ma quật. Cũng may là may mắn cho anh Quỳnh Ba Lá gặp được Đức Phật, được Ngài cảm hóa để hoàn lương. Và cũng nói thêm rằng vì với những cái bài kinh đại loại như thế này, để câu chuyện được liên tục đến này được trình bày không theo hình thức của đa số
bài kinh khác trong giáo trình Trung Bộ, mà chỉ đưa ra những tiêu đề cho những đoạn tiếp theo như là một cái lời giới thiệu cho cái đoạn kế tiếp đó. Và khi mà nghe hết bài kinh đó thì chúng ta có thể hình dung được bài kinh đó nói cái gì. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Bảo Tân thuyết giảng bài học hôm nay. Thỉnh Bảo Tân là vị giảng sư của ngày thứ bảy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Con Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài Thượng Tọa Tuệ Sư. Sau đây con xin bài. Dạ, cảm ơn quý sister đã giúp cho Từ Mẫn hiểu. 86. Kinh Agulimala. Agulimala Sutta 924-928. 86. Kinh Angulimala, Angulimala Sutta. Kinh Angulimala Sutta lại là một cái câu chuyện mang nhiều kịch tính. Những gì khi ghi trong bài kinh này đã trở thành đề tài, tạo nhiều cảm hứng cho hội họa, điêu khắc, kịch nghệ ảnh nhiều thế hệ về sau này cho đến tận hôm nay. Angulimala Hán âm là Ương Ma Quật, có nghĩa là tràn bằng ngón tay, là biệt danh người ta đặt một tướng cướp cuồng sát tên là Ahimsa Von. Vốn là người hiền lành, tư chất thông minh, nhưng do vị thầy dạy bị gièm pha nên đã hướng người học trò văn võ toàn tài đã trở thành người cuồng sát để luyện phép thuật. Thực tế chỉ là một cái cách gián tiếp để tiêu trừ học trò may mắn mà gặp được đại vinh bằng cảm hóa hoàng lương, để câu chuyện được liên tục được trình bày không theo hình của đa số bài kinh khác trong giáo trình Trung Bộ. 924, một người cuồng sát. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Savatthi Chetavana ở tịnh xá ông Athabindika cấp cô độc. Lúc bây giờ trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi Patunak nước Kosala, có tên cướp Angulimala là một thợ săn, tay vấy máu sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó làm làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi ăn xong, dọn dẹp sàn tọa cầm bát, ngài quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Agulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành, thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Agulimala. Thế vậy liền bạch Thế Tôn,
thưa Sa môn, chớ có đi trên con đường này, thưa Sa môn. Trên con đường này có tên cướp Angulimala, là một thợ săn tay vấy máu sát hại bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người, thưa Sa môn. Trên đường này có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường. Bạch Tôn, thưa Sa môn, chớ có đi đường ấy, rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Lần thứ hai, Thế Tôn vẫn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 925. Ai là người thật sự dừng lại giữa đời này? Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi thấy liền nghĩ: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay. Con đường này cho đến 10 người, 20, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa môn này chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, hình như do một sức mạnh gì. Vậy ta giết hại mạng sống của người Sa môn này. Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào và đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên cướp Angulimala dầu cho đi tới tất cả tốc lực của nó cũng không thể bắt kịp Thế Tôn đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta trước đây đuổi theo con voi còn chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa môn này đang đi với tốc lực bình thường. Và thưa với Thế Tôn: hãy đứng lại, Sa môn, hãy đứng lại, Sa môn. Ta đã đứng rồi, này Angulimala, ngươi hãy đứng lại. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: những Sa môn thích tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật, và Sa môn này dẫu cho đang đi lại, nói: ta đã đứng lại rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Vậy ta hãy hỏi vị Sa môn này. Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: người đi lại nói, ta đã đứng rồi, ta đứng, ngươi nói, sao ta không đứng? Sa môn, ta hỏi về ý nghĩa này. Sao người dừng lại còn ta không? Sao người đứng lại còn ta không đứng? Angulimala, ta đã đứng rồi với mọi chúng sanh, ta bỏ trượng kiếm, còn người hữu hình không tự kiềm chế, do vậy ta đứng, còn ngươi chưa đứng. Đã lâu rồi tôi kính bậc đại tiên nhân, nay Sa môn này bước vào đại lâm không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp sau khi được nghe pháp kệ của ngài. Nói xong, tên cướp liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực thẳm sâu. Tên cướp đảnh lễ dưới chân thiện thệ, ngay tại chỗ ấy xin được xuất gia. Đức Phật từ bi bậc đại tiên nhân, đạo sư nhân giới cùng với thiên giới, ngài đã trả lời: thiện lai tỳ kheo, quy đức tỳ kheo được ngài xác chứng. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Angulimala
là sa môn tùy tùng bắt đầu du hành đi đến Savatthi và từng tự du hành. Thế Tôn đến Savatthi ở đây. Thế Tôn trú tại Savatthi. Chetavana tại kinh, tại tịnh xá ông Athadindika 926, sự hốt quản của một vị vua với anh hùng tướng mạnh. Lúc bấy giờ tại cửa nội cung, vua Bane Naji, nước Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn tiếng nói: Tâu đại dương, trong lãnh thổ đại dương có tên cướp tên Angulimala là tên thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng tự mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ, do nó luôn giết người. Nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người, đại vương hại tận xuất nó. Rồi vua Basenayi nước Kosala nói với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tinh xá. Đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Basenayi sư Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại vương, có phải vua Seniya Bimbisara nước Magatha tức giận với đại vương hay các người Lichavi ở Sevali hay một địch vương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xưng má không có tức giận với con, không phải các người Lichavi ở Sevali, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn bàn tay vấy máu, sát hại bào tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, con có thể tận xuất nó được. Natabise Tisamit, thưa đại dương, nếu đại dương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp, đại dương sẽ làm gì với Angulimala? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, xà tọa và duyệt phẩm trị bệnh. Nay chúng con bảo vệ hộ trì đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới làm các ác pháp lại có thể trở giữ giới, biết chế ngự như vậy? Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Basenayi, thưa đại vương, đây là Angulimala. Vua Basenayi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Basenayi nước Kosala hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Basenayi nước Kosala: Chớ có sợ hãi thưa đại vương, chớ có sợ hãi thưa đại vương. Ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại dương. Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Basenayi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Basenayi nước Kosala đến gần tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với tôn giả Angulimala: Thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala? Thưa phải, đại dương. Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì, mẫu thân thuộc dòng họ gì? Thưa đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ
Kata, mẫu thân thuộc dòng họ Mantani. Thưa tôn giả, mong tôn giả Gaga Mantani Buddha được hoan hỷ, tôi sẽ cố gắng lo bổn sự cúng dường và y phục ẩm thực sàng tọa, dược trị bệnh cho tôn giả. Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala theo hành ở rừng núi đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi tôn giả Angulimala nói với vua Vasenajinukosala, thôi vừa rồi thưa đại vương tôi đã đủ ba y. Rồi vua Vasenajinukosala đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, vua Vasenajinukosala bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được cái người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được. Với không gậy, không kiếm, bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Vasenajinukosala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài và ra đi. 927. Sức mạnh của một lời chân thật. Rồi tôn giả Angulimala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, tôn giả Angulimala thấy một người đàn bà đang sanh đẻ rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, tôn giả suy nghĩ, thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh. Rồi tôn giả Angulimala sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, con thấy một người đàn bà sanh đẻ rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy con suy nghĩ, thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh. Này Angulimala, ông hãy đi đến Savatthi sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau. Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật này bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Dạ, xin đọc trang cho con trong giây lát. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy thời con là cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. Vậy thì này Angulimala, ông hãy đi đến Savatthi. Sau khi đến, hãy nói với người đàn bà ấy như sau. Này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Angulimala sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau. Thưa bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn, bà sanh đẻ được an toàn, và người đàn bà an toàn, sanh đẻ được an toàn. Rồi tôn giả Angulimala sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú trong hiện tại, vô thượng cứu cánh, phạm hạnh, mà vì mục đích
Này các thiện nam tự xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm, đã làm. Từ nay không còn trở lui này nữa, đời này nữa. Vì ấy biết như vậy, và như vậy tôn giả Angulimala đã trở thành một vị A-la-hán nữa. 928. An nhiên trước quả của nghiệp đã làm. Rồi tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sabbathí để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất to do một người ném rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi một cây gậy do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi một hòn sỏi do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Angulimala từ xa đi đến. Thấy vậy, liền nói với tôn giả Angulimala, hãy kham nhận. Này Bà La Môn, hãy kham nhận. Này Bà La Môn, ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi tôn giả Angulimala sống độc cư, thiền tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc. Và trong lúc ấy nó lên lời cảm khái như sau, sau đây. Ai trước phóng dật, sao không phóng dật? Sáng chói đời này, chưa tăng thoát mây. Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chặn lại. Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. Niên thiếu, tỳ kheo trung thành Phật giáo, sáng chói đời này, như trăng thoát mây. Mong những người thù theo bậc thiện trí, những người tuyên dương chánh pháp, chân thiện. Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp. Thân tâm an tịnh san sẻ mọi người. Mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhận, từ bậc tán thán vô oán hận tâm. Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì, một kẻ như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác, vì ấy sẽ chứng tối thượng tịch tịnh. Hầu trì mọi người, kẻ tham người không, như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy. Kẻ làm tú công thân tên, như người thợ mộc uống nắng cây gỗ. Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, có kẻ được nhiều điều bởi vậy, roi móc riêng ta, được điều không gậy, không kiếm, bởi bậc như vậy. Ta tên vô hại, trước ta sát hại, nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. Trước ta được tên Angulimala, bị nước khác cuốn, ta quy Phật. Trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala, xem ta quy y đoạn dây sanh tử. Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, khi lãnh nghiệp báo không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, còn người có trí giữ không phóng dật, như giữ tài sản tối thượng tối quý. Chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc, giữ không phóng dật luôn luôn thiền định, chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Giữa các chân lý được khéo giảng dạy, chân lý ta theo, chân lý tối thượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Ba minh ta chứng Phật lý viên thành. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo trang. Dạ, kính cảm ơn và dạ, xin quỳ ngọc. Con xin. Nam mô Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ thượng
chúng ta dắt hành để được có tính sư viên thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua cái bài kinh Angulimala. Thì cái tựa tên của bài kinh là nói đến một cái vị thánh đệ tử của Đức Phật. Thì ở đây đó, một cái bài kinh nói về ngài Angulimala. Được biết đó là Angulimala theo với những người ngoại đạo, do là những cái người đệ tử đồng môn kiểu như là nói rồi để cho người thầy của mình bây giờ hướng dẫn để rồi đi vào một cái con đường nó sai lạc. Sai lạc là bằng cách đó là từ ở cái chuyện mà ghen ghét á, mà Angulimala bị người thầy của mình sai bảo rồi đi giết nhiều người để cuối cùng nó là xỏ cái tràng qua. Sở dĩ mà có cái tên Angulimala ở đây đó là vì là cứ hả mà giết một người như vậy là lấy một cái ngón tay rồi xỏ thành một cái tràng qua đeo ở trong người ấy. Vì vậy cho nên là có cái tên gọi là Angulimala. Thì được biết đó là nói là tên cướp, mà sự thật ra thì cũng không phải là cướp để giết người, nhưng mà là vì có cái sức mạnh rồi là giết rất là nhiều người, đi tới đâu thì cuồng đến đó, cho nên là gọi là cướp thôi. Thì thật ra là cái việc mà giết người để rồi cắt một cái ngón tay để xỏ thành một cái tràng hoa đeo ở trong người đó, cho nên là có tên gọi là Angulimala. Angulimala, mala là tràng hoa, anga là ngón chi đó. Thì ở đây là sở dĩ mà có cái tên đó là vì là giết người để xỏ thành một cái tràng qua, cho nên hán âm gọi là ưu ma quật. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là Angulimala trước đây đó là mặc dù là được biết ra là văn võ song toàn, tức là cái người mà cũng được có học rồi văn võ đều được cái toàn vẹn vậy, nhưng mà cuối cùng thì bị cái người, những cái người đệ tử đồng môn dèm pha sao đó, thì cái người thầy mới xúi cái người đệ tử của mình dạy người đệ tử mình đi giết người. Đó là cái cách mà gọi là gián tiếp làm cho cái đời của Angulimala khổ. Nhưng mà cũng may đó là gặp Đức Phật, gặp được Đức Phật. Thì ở đây đó là được biết đó là Angulimala thế thì ở trong cái vùng lãnh thổ của vua Basenadi, từ Ba Tư Nạc. Và mà những người mà đi qua cái đoạn đường đó đó thì khu rừng đó thì có lẽ là người ta đi rất là đông, từ 10 người, 20 người, 30 người đi đông như vậy. Nhưng mà rồi cũng không sao tránh khỏi cái chuyện cuồng sát của Angulimala. Bởi vì được biết đó là Angulimala là một cái người mà có cái sức mạnh, như chúng ta được biết đó là văn võ song toàn. Cho nên là khi mà đi tới đâu á, thì rõ ràng khi mà sự có mặt của Angulimala á, thì ở nơi đó, ở đây được nói là thành trì, làng, thôn, ấp gì đó, thôn xóm gì đó, quốc độ thì cũng không trở thành. Có nghĩa là đi tới đâu thì nó sẽ bị vừa giết chóc rồi tàn phá như vậy. Cho nên ở trong cái lãnh thổ của Đức Vua Basenadi như vậy. Mà Đức Vua Basenadi thì muốn tận sức
tức là muốn đuổi đi nhưng mà chưa có muốn loại trừ, đuổi đi khỏi cái vùng đó, nhưng mà rồi đó là cũng chưa có làm điều đó. Thì sở dĩ mà ngài Ankulimala có một cái tên nữa gọi là vô não, hay là chúng ta gọi là Ahimsa, từ cái từ Bali gọi là Ahimsa đó, tức là vô hại, vô não. Từ khi mà ngài chứng sau này đó là ngài vị thánh nhân đó, thì cái tâm của ngài nó hoàn toàn là không có những cái sự não hại, bất cứ một suy nghĩ một cái não hại chúng sinh nào. Và do vậy thì ngài có cái tên gọi là vô não, Ahimsa. Còn cái tên mà Ankulimala đó thì chỉ cho lúc khi mà còn là một cái tên cướp như vậy, một cái người hùng mạnh như vậy đó, mà giết người tàn bạo như vậy đó, thì do lần xỏ cái giết người cứ mỗi một người như vậy thì lấy một cái ngón tay để xỏ thành một cái tràng rồi đeo trên cần cổ vậy. Thì đây là cái người do những cái người thầy suối bảo rồi để rồi cũng là cái cách gián tiếp để làm hại Ankulimala. Nhưng mà rồi là Ankulimala không có đến nỗi cùng. Tức là chúng ta thấy trong cái hình ảnh là nhiều khi ở đây được nói đó là cái bức họa mà chúng ta thường gặp đó, là ngài Ankulimala cầm một tay cầm kiếm rồi một tay cầm kim. Rồi theo Đức Phật ở bên xa đây thì có cái hình ảnh của cái người phụ nữ được biết đó là như là cái mẹ của ngài. Cho nên là nếu mà hôm nay mà giết mẹ thì rõ ràng là Đức Phật biết rằng là Ankulimala khó có thể giác ngộ được. Và cũng biết rằng cái duyên, Đức Phật biết rằng cái duyên của ngài Ankulimala sẽ được giác ngộ, sẽ được Đức Phật tế độ. Cho nên là Đức Phật ngài xuất hiện khi mà Ankulimala một mặt đó là quyết rượt theo ngài. Thì ở đây đó thì quý vị thấy rằng là nếu như mà một người mà có sức mạnh hoặc là có cái trí, tức là có một cái sức mạnh, có cái trí để biết rằng cái cách mà làm để làm sao cho cái việc mà mình giết người như vậy. Cho nên là mọi người ai ai cũng sợ. Và khi mà Đức Phật biết như vậy đó thì Đức Phật ngày đến có mặt, ngày đến đó trên đoạn đi khất thực. Ngày đi khất thực. Và sau khi đi khất thực trở về thì ngài mới cơm thọ thực xong thì ngày có những cái người chăn bò đó, có người nhiều chăn bò. Ở đây là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cái người chăn bò đó, họ nói với Đức Phật, những cái người chăn bò họ nói với Đức Phật là đừng có nên đến chỗ đó. Thì ở đây một cái người sát nhân, tên cướp sát nhân Ankulimala như vậy, thì nếu mà đi qua đó thì thế nào thì nó cũng sát hại. Tức là cái tên cướp Ankulimala sẽ sát hại. Mặc dù là những cái người chăn bò họ khuyến, họ nói những lời như vậy, nhưng mà Đức Phật thì ngài vẫn bình thường, ngài vẫn đi bình thường. Và họ nói đến lần thứ ba đó, thì Đức Phật vẫn đi bình thường. Thì chúng ta thấy rằng với một cái người mà như là nói là một cái người thợ săn Ankulimala, tên cướp sát nhân, thì ở trong một cái khu vực đó, ở trong một cái nơi đó, nơi chốn đó, thì thật sự ra thì làng mạc, rồi người thì người ta rất là sợ làng mạc, thì cũng bị kiểu như là nó không còn cái làng mạc nữa. Giống như là một cái việc mà sát hại nhiều quá, rồi cho nên là người ta hoảng sợ. Do người ta sợ như vậy cho nên là người ta đề nghị yêu cầu Đức Phật là đừng có đi đến đó. Những cái người chăn bò đó họ nói đến lần thứ nhất, họ thưa với Đức Phật là
Thưa Sa môn Gotama, chớ đi con đường ấy vào tay cướp của Angulimala. Họ nói như vậy. Và họ nói đến lần thứ hai thì họ cũng thưa với Đức Phật như vậy. Và đến lần thứ ba thì họ cũng thưa Phật, Đức Phật như vậy. Nhưng mà Đức Phật vẫn im lặng ngày có mặt ở tại đó. Thì lúc bấy giờ đó là chúng ta thấy rằng cái ngày Angulimala đó bấy giờ đó là tức là họ dí theo Đức Phật, ruột theo Đức Phật, đuổi theo Đức Phật. Thì như là ở trong kinh mô tả là cái sức mạnh mà chạy là voi chạy không kịp, ngựa chạy cũng không kịp nữa, xe ngựa chạy, ngựa chạy theo cũng không kịp. Nhưng mà khi này đó, lúc này đó thì Đức Phật xuất hiện thì những cái Angulimala, tướng cướp Angulimala đó không thể chạy kịp với Đức Phật. Mặc dù là cái sức mạnh của Angulimala rất là lớn như vậy, là mạnh như vậy, nhưng mà rồi đó là nói rằng là chạy thì ngựa chạy cũng không kịp, voi chạy cũng không kịp nữa. Nhưng mà rồi đó thì khi mà Đức Phật ngày đi bình thường như vậy, nhưng mà rồi thì cái người Angulimala không thể nào chạy kịp, do rằng Đức Phật ngày sử dụng thần thông, tức là làm cho Angulimala không thể nào mà rượt theo kịp. Thì người ta đó, phải nói là người ta rất là sợ, người ta gom tụ với nhau nhiều người để đi chung con đường đó, để tránh cái chuyện mà bị tướng cướp Angulimala sát hại. Nhưng mà này đó, lúc này đó thì Đức Phật ngài chỉ có mình ngài, cho nên là Angulimala mới rượt theo Đức Phật, đuổi theo Đức Phật. Đuổi theo như vậy đó thì Angulimala mới suy nghĩ rằng là thật di diệu thai, thật hy hữu thai. Ta trước đây đó là trên con voi, là nếu mà đuổi theo con voi thì vẫn kịp, đuổi theo con ngựa thì vẫn kịp, nhưng mà đằng này hoặc là con nai thì cũng vẫn chạy theo kịp, nhưng mà đằng này đó là chạy không kịp. Cho nên là Angulimala mới nghĩ rằng nó là thưa với Đức Phật, hãy đứng lại Sa môn, hãy dừng, đứng lại Sa môn, hãy đứng lại Sa môn. Lúc này đó thì Angulimala mới thưa với Đức Phật, nói với Đức Phật là Sa môn. Thì chúng ta biết rằng cái thời xưa phần lớn là những cái người mà mới gặp Đức Phật hay là những người ngoại đạo đó, người ta thường gọi Đức Phật bằng Sa môn Gotama, Sa môn Gotama. Cho nên là lúc này đó thì Angulimala mới là thưa Đức Phật là thưa Sa môn Gotama, hãy đứng lại. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là ta đã đứng rồi nè Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Đức Phật ngài nói vậy. Thì ở đây đó, cái Angulimala, tướng cướp Angulimala đó, nói với Đức Phật, thưa với Đức Phật là đứng lại, dừng lại, là trong cái bước đi. Trong bước đi, Đức Phật ngài kêu ngài dính, Angulimala kêu ngài dính, dừng lại, đứng lại. Nhưng mà Đức Phật ngài nói ngài dừng lại, thì trong cái nghĩa đó là ngài dừng lại mọi cái ác nghiệp, cái ác nghiệp từ thân khẩu ý và các cái pháp bất thiện không sanh khởi. Nhưng mà rồi đó thì Angulimala mới thấy lạ, tại sao Đức Phật đi vậy mà Đức Phật ngài nói là không, ngài đã dừng lại rồi, còn ngài bảo ta đó là chưa dừng lại. Thì Angulimala mới thấy làm cái, có một cái suy nghĩ, có một cái sự suy nghĩ, suy nghĩ rằng là ta đã dừng lại rồi, mặc dù Angulimala dừng lại rồi, nhưng mà Đức Phật ngài nói là như chưa dừng lại, chưa dừng lại. Thì hỏi được, hỏi lại đó thì à,
Angulimala nói sao ta không dừng. Rồi Samo Gautama mới, Đức Phật ngài mới nói rằng là hiểu ý nghĩa này như thế nào cho dừng lại. Thì nói rằng với mọi chúng sanh ta từ bỏ đao kiếm. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng là khi mà Đức Phật ngài nói rằng chính ngài đó là cái người mà từ bỏ đao trượng đó, tức là không có làm tổn hại bất cứ sinh linh nào từ ở trong cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tức là không có làm tổn hại. Angulimala là một cái tên cướp sát nhân, cho nên là nghe cái việc mà Đức Phật ngài nói là dừng lại không có làm tổn hại như vậy thì do cái duyên lành, cho nên là Angulimala mới tỉnh ngộ và lúc bấy giờ đó là bỏ cái cung kiếm của mình ở dục xuống hố sâu để rồi là quỳ lại Đức Phật để mong rằng được Đức Phật tiếp độ. Điều này đó thì chúng ta thấy rằng là cái duyên lành á của ngài Angulimala. Chứ giống như là người ta nói cái câu gọi là quay đầu là tới mé. Thì ở đây đó là nói rằng là chỉ có cái mình thấy là cái việc mà ngài Angulimala đó là một cái vị mà có cái duyên lành. Bởi vì nếu mà giết cái số người nhiều như vậy đó thì cũng không biết là cái quả báo sẽ trả tới bao giờ. Nhiều kiếp đọa địa ngục, nhiếp sanh dầm loài bàn sanh để mà trả cái quả đó thì cũng không biết sao cho hết. Nhưng mà ngài Angulimala thì do là ngài có cái duyên lành ở trong Phật pháp, cho nên là khi mà nghe như vậy rồi đó thì ngài tự động là thấy rằng hoan hỷ, rồi ngài mới là quy ngưỡng với Đức Phật, quy ngưỡng Đức Phật để trở thành một cái, và được biết đó là ngài được quy ngưỡng để trở thành một vị Đức Phật theo cái hình thức Epicurus, tức là Đức Phật ngài nói trở thành lại đây Thiện Lai Tỳ Kheo đó, là đến đây hả vị Tỳ Kheo, thì vị ấy sẽ trở thành một vị Tỳ Kheo dài dặn nhiều hạ do là cái duyên lành từ đời trước. Thì khi mà bỏ cung kiếm nó xong á, bỏ cung kiếm như vậy đó thì tên cướp và Angulimala mới đảnh lễ Đức Phật ngay tại đấy rồi xin được xuất gia. Thì Đức Phật là một cái vị mà chúng ta cũng biết đó là Đức Phật luôn luôn có cái lòng từ, và trong năm cái phận sự của Đức Phật là mỗi buổi sáng như vậy đó thì sớm thì ngài lại xem coi cái chúng sanh nào có duyên để tới độ, rồi ngài lại xuất hiện, ngài có mặt ở đó. Tức là ngài dùng cái Phật nhãn để xem coi chúng sanh nào có duyên tới độ. Rồi trưa lại đó thì ngài lại đi trì bình khất thực để chúng sanh nào có cái duyên lành cúng dường thực phẩm đến ngài thì chúng sanh đó được cái phước. Điều lại đó thì ngài lại thuyết pháp cho những hàng cư sĩ, và tối lại đó thì ngài lại là giáo giới cho chư tỳ kheo, khuya lại đó thì ngài lại thuyết pháp cho chư tiên. Thì dường như là một ngày đó là ngài có năm cái phận sự để làm cái công việc độ đời, cái việc độ đời làm lợi ích cho đời, lợi ích cho đời này là như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật ngài biết cái tên cướp Angulimala đã muốn có cái tâm xuất gia, lúc đó Đức Phật ngài mới nói là Thiện Lai Tỳ Kheo. Thiện Lai Tỳ Kheo đó là một cái hình thức mà được biết đó là ở trong kinh nói là khi những cái vị mà ở trong quá khứ đó, đã có từng dân y ca thi ná, đã có cái nhiều cái duyên lành ở trong Phật pháp này, cho nên là những vị đó là sẽ
xuất gia dưới hình thức là Thiện Lai Tỳ Kheo. Tức là Đức Phật ngài chỉ nói cái câu đó, thì cái vị tỳ vị đó, đó là dù là một người cư sĩ bắt đầu trở thành một vị tỳ kheo, râu tóc không còn nữa, và vị đó sẽ trở có y áo, và vị đó sẽ trở thành một cái vị tỳ kheo già dặn cũng như là trung niên, trung hạ vậy đó. Thì khi đó đó thì ngài Angulimala thì ngài xuất gia rồi đó, thì bắt đầu ngài cùng với Đức Phật ngài đến sau khi từng tự ngài đi du hành ở Sawatthi như vậy, ngài sống cái đời sống là tam y nhất bát, tức là chỉ có tam y thôi và có quả bát và đời sống độc cư. Ngài sống cái đời sống như vậy, tức là chỉ có quả bát rồi tam y, tức là tam y ở đây chúng ta hiểu là y tăng và lê sankadi, rồi y vai trái uttara tăng, hoặc là y nội là antara wasak. Thì những cái y đó là chỉ có tam y thôi, đời sống nó đơn giản như vậy để ngày sống với đời sống độc cư ở trần. Rồi khi mà ngày xuất gia như vậy rồi đó, thì ngày tu hành ở Sawatthi, rồi ngày về Chetavana trú ở tại nơi xá cấp cô độc. Rồi một hôm đó, lúc bấy giờ đó thì có một cái việc, tức là vua Basanadi là vua Ba Tư Nạc đó, trị vì cái nước Kosala, thì một cùng với một số đông nữa đi đến để lãnh thổ của tình cướp của Angulimala. Thì khi mà đến như vậy thì nghe được nói là cái tên cướp Angulimala có bàn tay đẫm máu như vậy, giấy máu như vậy đó, tàn bạo như vậy đó, thì đến để coi xem sao. Thì được nghe những người ở trong làng nơi đây nói là thật sự là rất là tàn khốc. Tàn khốc, nơi nào mà làng mạc là nó cũng hoang tàn từ ở cái việc giết chóc đó. Cho nên là vua Basanadi có ý nghĩ là sẽ tận sức, nhưng mà chưa có kịp dẫn sức. Rồi vua Basanadi mới cùng với lại đến Sawatthi á, thì để tìm với đến Đức Phật, tìm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. Và vua Basanadi cũng đã thưa, vua Bạch đã thưa với lại Đức Phật đó rằng là nghe nói rằng vua Angulimala đang ở cái trú xứ như vậy, và con cũng có ý nghĩ rằng không biết là vì cái lý do gì mà Angulimala sát hại như vậy, rồi Đức Phật ngài mới nói với lại Angulimala rằng là vua nói với lại vua Bình, vua Ba Tư Nạc rằng là không biết là nhà vua có làm gì tức giận do vua Basanadi hay không, vua Bimbisara hay không, hay là những người mà Lichawi đó ở Wesali này cách nào khác hay không. Thì vua mới thưa rằng dạ không có, không có những điều đó. Nhưng mà đến đây đó vì cái mục đích là nghe tên cướp Angulimala đã sát hại như vậy. Thì khi mà nghe nói như vậy thì lúc bấy giờ đó thì Angulimala đã xuất gia rồi, trở thành một vị tỳ kheo rồi. Mặc dù là ở bên trong, thì Đức Phật ngài mới nói với Angulimala, giả sử như là đại dương mà thấy được Angulimala cạo bỏ râu tóc, xuất gia, đập y mang áo cà sa như vậy đó, từ bỏ gia đình, sống đời khốn không gia đình như vậy, và một ngày chỉ ăn một bữa phạm hạnh giữ giới và hành trì thiện pháp, đại dương sẽ làm gì với lại Angulimala? Khi Đức Phật ngài hỏi vậy, Đức Phật hỏi vậy, thì vua Basanadi mới thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, con đảnh lễ, con sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn vật dụng cho Angulimala, cúng dường Angulimala như y phục, vật thực, ẩm thực,
sàn tọa và thuốc trị bệnh. Về bảo hộ, hộ trì đúng chánh pháp, đúng pháp. Bạch Đức Thế Tôn là một người đâu từ một người từ đâu một người phá giới làm cho ác pháp có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy. Tức là nói ăn qua lá đó, trước đây đó là một cái người tàn sát như vậy, người sát hại như vậy, mà bây giờ lại trở, tức là một cái người khó tế độ mà trở thành tế độ được, một người khó có thể mà dẫn tiếp độ, dẫn giải được mà lại dẫn giải được, thì đây là một cái điều mà Upasenadi đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Thì Đức Phật ngài mới nói nếu mà như vậy đó thì ngài mới bảo ngài Ankulimala có mặt, xuất hiện có mặt ở tại đó. Thì lúc bấy giờ đó là vua rất là hốt hoảng, hốt hoảng. Từ một tên tướng cướp, từ một tên tướng cướp, một người cướp mà có sức mạnh gọi là văn võ song toàn như vậy, nhưng mà bây giờ lại là trở thành một cái vị tỳ kheo dài cũng như vậy, một vị tỳ kheo giống như là một vị tỳ kheo tu lâu năm như vậy. Upasenadi rất là hoan hỷ, và Upasenadi, Upatthinak á mới nói rằng là để rồi cúng dường, và vua sẽ cúng dường những cái bốn cái món vật dụng đến ngày Ankulimala, đến ngày Ankulimala. Nhưng mà rồi ngày Ankulimala đó thì ngài nói là vừa đủ rồi, bởi vì ta ngài chỉ là tam y quả bát là đủ, là đủ. Cho nên cái việc mà nhu cầu về các cái món vật dụng thì ngài cũng không cần nhiều. Vì vậy từ chỗ ngồi thì quý vị biết rằng là nếu mà nói về quyền lực ở trong tay thì Upasenadi là một cái người có quyền lực, có quân hùng tướng mạnh. Mà khi mà nghe danh của Ankulimala là một cái người mà có cái sức mạnh, từ cái người mà có sức mạnh là tinh tướng cướp khét tiếng, giết nhiều người, nhưng mà bây giờ giống như là bỏ đau mà để quay về với Phật pháp đó, và để tu tập đó, thì đó là một cái điều nó bất ngờ, và làm cho ở trong kinh mô tả rằng giống như là làm cho vua Ba Tư Nạc đó hết sức là sững sờ, sững sốt, rất là sợ, không biết là sao. Như là cái câu nói của vua Ba Tư Nạc nói rằng từ cái người mà khó nhiếp phục được mà vua Đức Phật đã nhiếp phục được Ankulimala, từ cái người mà khó tế độ được mà Đức Phật đã tế độ được Ankulimala. Đó là một cái điều mà ông không ngờ, vua không ngờ, và ông vua rất là quan hỷ cho cái việc mà vua Ankulimala xuất gia như vậy. Cho nên là lúc bấy giờ xong thì vua mới nói, vua Ba Tư Nạc mới nói với thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con còn bận nhiều việc, con xin Đức Thế Tôn con xin rời khỏi chỗ này. Thì Đức Phật nói rằng nạn của Lê Ma này, vua Ba Tư Nạc, đại dương cứ nghĩ là việc gì hợp thời thì đại dương cứ làm theo cái việc phần sự của đại dương. Rồi sau khi mà xuất gia như vậy đó thì rồi một hôm đó thì ngày Ankulimala ngày vào buổi sáng đắc y mang bát và vào thành Bát Thi Đề Khất Thực. Thì ngày xưa thì chúng ta thấy rằng đời sống của chư tăng cũng như Đức Phật cũng vậy, chỉ ôm bát trì bình khất thực thôi. Thì đi vào thành khất thực như vậy, thì khi mà đi khất thực vào thành Bát Thi đó thì ngày đi vào thành thì ngài thấy một cái người phụ nữ, một cái người phụ nữ đang chuyển dạ để sinh con, nhưng mà rồi đó là sinh không được, rất là đau đớn, gọi là khó sinh. Rồi ngài thấy như vậy thì ngài cũng cảm thấy là đó là cái điều mà phải nói rằng là
thấy một cái điều là cũng như động lòng trắc ẩn từ ở một cái người, cái thân người nó quá khổ, cái kiếp người, đặc biệt là những cái người phụ nữ sinh gì đó quá khổ. Cho nên là Ngài cũng động lòng, sau khi Ngài đi khất thực, Ngài trở về, Ngài thưa với Đức Phật. Đức Phật thưa với Đức Phật, thì Đức Phật Ngài mới nói là đến đó, thì đến cái nơi người phụ nữ đó, mà người phụ nữ đó cũng chưa sinh được nữa. Đi khất thực là trở về thưa với Đức Phật, rồi đến cái người phụ nữ đó để mà xem coi là sao. Thì ở đây đó nói rằng là nếu mà Ngài nói rằng là từ khi mà Ngài sinh ra đời đó cho đến bây giờ Ngài không có một cái làm tổn hại chúng sinh nào, làm tổn hại hãm hại chúng sinh nào, thì cái điều đó nó trở thành nói dối. Phải nói rằng là từ khi sinh vào lòng dòng thánh á, có nghĩa là chứng vào quả thánh rồi đó, thì cái tâm không có làm tổn hại bất cứ chúng sinh nào. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng từ cái từ mà gọi là ahimsa vô não hay là vô hại đó, là từ đây, cái tên của Ngài là từ đây. Cái từ ở mà Ngài sanh vào dòng thánh, để khi mà Ngài nguyện rằng á, đứng trước cái người phụ nữ đó được căn giải rồi, thì Ngài nguyện rằng cái năng lực của một cái lời chân thật, lời chân ngôn á, cái lời chân ngôn của một bậc mà có một cái sở đắc đó, thì mình phải nói rằng nó có những cái sự thành tựu nhất định. Sự thành tựu nhất định. Cho nên là khi mà Ngài nguyện như vậy đó, Ngài nguyện là từ khi mà tôi sinh vào dòng thánh, có nghĩa là chứng quả vị thánh rồi đó, thì cái tâm của tôi không có làm tổn bất cứ sinh nào, sinh linh nào, sinh loài nào. Mong cho bà chị được sanh một cách rất là dễ dàng, được an toàn. Thì với cái lời chân ngôn đó đó mà Ngài Ankulima lá nguyện như vậy, thì quả thật là cái người phụ nữ này sinh con một cách rất là dễ dàng nhờ cái lời chân ngôn đó. Cho nên ở đó là cái câu gọi là mong cho bà chị được sinh một cách vàng, đó là một trong những cái lời chân ngôn mà từ khi một cái vị mà sanh vào dòng thánh. Chúng ta biết rằng sanh vào dòng thánh á, là nếu mà đã chứng quả tu đầu quần á, thì vị đã đoạn trừ được ba cái phiền não. Đầu tiên, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Cho nên là cái gọi là bậc tu đầu quần thì cái bậc giới thanh tịnh. Với cái tâm đó là mặc dù là chứng đạo, chứng quả trong lần đầu tiên thôi, nhưng mà cái tâm của bậc thánh, tâm bậc thánh. Và với cái tâm của bậc thánh như vậy đó, cái năng lực do cái sự nguyện lực và cái năng lực tu tập của một cái vị thánh như vậy đó, thì cái lời của những vị ấy nói lên nó trở thành một cái chân ngôn, và nó có năng lực quy lực rất là lớn, và làm cho cái người phụ nữ này dễ dàng sanh, không thoát đi những sự đau khổ. Rồi đó là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng Ngài Ankulimala có một cái tên gọi là ahimsa, tức là vô não. Mà thường thường đó, thì thường mình đọc kinh ở bên Bắc truyền thì người ta nói là vô não, chứ ít có ai nói tới Ankulimala. Vô não là từ ở cái tên mà Ngài không có một cái làm suy nghĩ một tổn hại một chúng sinh nào, từ ở cái tâm của một bậc thánh là như vậy. Rồi có một cái câu chuyện là một hôm đó, thì vào buổi sáng như vậy thì Ngài cũng đắp y mang bát đi vào thành để khất thực, thành Sa Quá Thi để khất thực. Thì trên đoạn đường đi như vậy thì có một người họ ném cái cục đất ấy, vô trong đầu Ngài, làm cho Ngài bị lỗ đầu bể cái bát ấy. Rồi họ lấy gậy họ quăng vô người của Ngài. Thì mình nói ở đây đó có nghĩa là nếu như một người mà sát hại rất là nhiều thì cái quả phải nói là nó rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Trả không biết bao nhiêu kiếp cho hết. Đọa địa ngục rồi sanh vào bàn sanh, bị chúng sanh khắc sát hại, tổn thương rất là nhiều, cũng chưa có trả hết cái quả. Lần này thì đi vô trong làng thì bị người ta chọi đá, chọi đất,
rồi quăng ném đá ném đất như vậy, rồi người ta lấy gậy người ta đập làm cho lỗ đầu lỗ máu, bể bát như vậy. Về thì Đức Phật ngài mới nói, về thưa với Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là, ngài nói rằng hãy kham nhẫn đi, hãy kham nhẫn. Bởi vậy cho nên là cái sự kham nhẫn nó cũng là một cái sức mạnh của một vị sa môn. Nhờ sức mạnh của vị sa môn, và nhờ cái sự kham nhẫn đó mà vị sa môn sẽ vượt qua tất cả những cái sự trở ngại, những sự thử thách. Không phải là những cái sự thử thách ở bên ngoài không, mà ngay cả cái sự thử thách ở bên trong nội tâm nữa. Cái kham nhẫn nó lớn lắm. Vì kham nhẫn đối với những người chung quanh, tha nhân, kham nhẫn với hoàn cảnh, kham nhẫn với nội tâm, kham nhẫn với cái điều kiện mình sống, vân vân, nó nhiều lắm. Thành ra rồi, khi mà nói đến kham nhẫn là một sức mạnh của một vị tỳ kheo, thì cũng là một trong những cái điều mà chúng ta thấy. Ở đây Đức Phật khuyên là hãy nên kham nhẫn, mà nhờ kham nhẫn như vậy đó mà ngạn Kulemala ngài vượt qua tất cả, vượt qua tất cả. Và ở đây đó là nếu như Đức Phật ngài nói, nếu mà một người mà sát hại như vậy, như Angulimala như vậy, thì gặt hái cái quả báo, quả nghiệp rất là lớn, dù là nhiều năm dầu sôi lửa bỏng ở trong địa ngục hoặc là ở nhiều ở cái cảnh giới khác nhiều trăm ngàn năm đi nữa, thì cũng không thể nào hết được. Nhưng rồi đó thì chúng ta biết rằng ngài Angulimala thì ngài sống độc cư thiền định, rồi sau đó thì ngài chứng quả vị vô lậu giải thoát. Thì chỉ có ngài nó mới chứng quả vị vô lậu giải thoát mà vượt qua khỏi những cái gọi là hiện báo nghiệp, những cái nghiệp mà nó trả trong hiện tại không có khả năng để trổ. Chứ còn nếu mà nó là giết người nhiều đó mà biểu rằng chứng quả rồi không có bị quả gì nặng thì cũng khó, không có. Trường hợp của ngài Kulimala mà chúng ta thường gặp. Cho nên khi mà ngài giác ngộ rồi, ngài nói lên những cái lời cảm khái. Thường thường để chúng ta nói là những lời cảm thán của bậc thánh, tức là nói lên cái sự chứng ngộ của chính mình. Ở đây chúng ta thấy rằng ai trước không phóng dật, sau không phóng dật, chói sáng, sáng chói đời này như trăng thoát mây che. Ai làm các ác nghiệp nhờ thiện, nhờ thiện chặn lại, chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Niên thiếu tỳ kheo trung thành Phật giáo, sáng chói đời này như trăng thoát mây che, mong người thù theo bậc thiện trí, những người tuyên dương chánh pháp chân thiện. Có nghĩa là ngài nói đến những cái điều mà ai trước không phóng dật, sau không phóng dật đó, thì như là trăng thoát mây che, và như một cái người mà dùng thiện pháp á, để xóa mờ đi cái ác pháp, xóa mờ đi cái ác pháp, như là trăng mây che. Và mong cho những cái người mà dù là thù nghịch với mình, quay trái với mình, mong cho những người đó được an. Đó là điều mà chúng ta gặp ở đây. Mong kẻ địch ta thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tịnh, san sẻ mọi người. Mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhẫn, từ bậc tán thán, vô quán hận tâm, thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. Một kẻ như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác. Vị ấy chứng tối thượng tịch tịnh, hộ trì mọi người. Kẻ tham người không, người như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy. Như kẻ làm tên, uống tên, thân tên. Như người thợ mộc, uống nắng cây gỗ. Tức là nói đến những cái người dù làm cái nghề gì thì họ có cái nhiệm vụ để làm những đó. Thì cái người tu cũng vậy,
tức là mình luyện cái tâm của mình, mình trao dồi cái tâm của mình, uốn nắn cái tâm của mình để cho nó đi vào chánh trực, đi vào chánh trực. Rồi kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, có kẻ được điều bởi gậy roi móc, riêng ta tự điều không gậy, không kiếm. Ta tên vô hại, trước ta sát hại, nay chánh danh vì chẳng hại ta, chẳng hại ta. Trước ta được tên An Quy Ma Lá, bị nước thác cuốn, ta quy Phật, ta quy Phật. Trước tay dấu máu, danh xưng An Quy Ma Lá, xem ta quy y, đoạn đây sanh tử. Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, khi lãnh nghiệp báo không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí đam mê phóng dật, còn người có trí giữ phóng dật. Như giữ tài sản, như giữ tài sản tối thượng tối quý, tối thượng tối quý, chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc. Giữ không phóng dật, luôn luôn thiền định chứng đắc lại lạc, đại lạc quảng đại vô lượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Giữa các chân lý được khuyến giảng dạy, được khéo giảng dạy, chân lý ta theo chân lý tối thượng. Thiện lai ta đến, ta đi không đi lạc hướng, không ai khuyên ta, ta theo tự, ta theo, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Ba minh ta chứng Phật lý viên thành. Thì chúng ta thấy ở đây đó là nói đến cái cuộc đời của ngài Ankulimala, từ khi là một cái người mà là tên, một tên tướng cướp sát nhân, rồi sau đó trở thành quy ngưỡng Đức Phật, rồi xuất gia ở trong giáo pháp này, trở thành một vị đệ thánh đệ tử của Đức Phật, và một vị mà phải nói rằng từ coi như là có cái lòng từ bi rất là lớn. Từ do vậy cho nên là có cái từ gọi là ahimsa, vô não hay là vô hại đối với lại bất cứ chúng sinh nào. Và qua cái mẫu chuyện thì chúng ta thấy rằng nếu như mà một người mà như là ngài Ankulimala đó, thì có lẽ là ngài đã làm lợi nhiều hình lạc ở trong Phật pháp này. Và cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy rằng là đã bỏ hết tất cả những cái ác pháp thì phải đòi hỏi là phải có cái sự dũng mãnh rất là lớn. Rồi để mà từ bỏ tất cả thì phải có cái duyên lành để được đến giác ngộ, mà gặp Phật thành Phật, giác ngộ thành quả vị thánh nhân. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kinh điển tổng hợp tịch. Mà thưa đoàn thực siêu, thì đó có mặt ở trước máy không? Nếu thưa đoàn thực siêu đang có mặt ở trước máy, xin thưa đoàn quan hệ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi thưa đoàn thực siêu, thưa đoàn có mặt ở trước máy không? Thưa vị, nhà thấy thưa đoàn thực siêu rồi. Mà thưa đoàn thực siêu, thưa đoàn có thể
kể chuyện về thời niên thiếu của Ahimsaka, tức của Angulimala. Như chúng ta đã đọc ở trong sớ giải không? Thì câu chuyện lúc thời thiếu của Ahimsaka của Angulimala cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị. Xin kính thưa chư tọa lưu sư. Nam mô Bụt Thầy. Đại lễ Đức Phật, đại lễ Giáo Pháp, đại lễ chúng thành phần đệ tử Phật. Kính thưa quý vị, theo trong sách giải có nói về tân thế Angulimala từ khi giáng sanh ở trong bụng mẹ, cho đến khi chào đời và được gửi đi học ở tại Takasila. Ngày mà Ahimsa chào đời, ngày đó cái kho vũ khí của vua nó chiếu sáng. Một cái hiện tượng lạ, thì Đức Vua mới hỏi quan đại thần, một vị Bà La Môn thông thái, và sau khi tính toán và biết được một cái sự kiện, là phu nhân của ông ta, tức là mẹ của Ahimsa, trong ngày ấy đã sinh ra một bé trai. Và khi cái hiện tượng cái kho vũ khí của vua nó khua lên và nó chiếu sáng, thì vị Bà La Môn này đã tiên tri cho vua biết là sau này đứa bé mà được sinh ngày hôm nay đó, gì nó sẽ là một mối đại họa cho xứ sở mà Đức Vua phải sử dụng binh đao để chinh phạt. Và phụ thân của Angulimala muốn giết chết Angulimala
khắc. Nhưng mà vua Vasenadi đã khuyên can, vì đứa bé mới chào đời, nó có tội tình gì mà phải giết nó. Cho nên theo lời khuyên của vua Vasenadi thì không giết Kulibala. Phụ thân của Kulibala mới đặt tên con của mình là Ahimsa. Ahimsa là bất hại hay là vô hại. Cốt là để nhắc nhở đứa con này nó sẽ là một người hiền thiện, không nên là một mối nguy cho quốc độ. Và ở trong nhà thường hay để ý và thấy Angulimala là một đứa bé rất là ngoan hiền và thông minh, không có dấu hiệu gì là một đứa bé mà lớn lên nó sẽ trở thành đại quả. Rồi thời gian ngày tháng trôi đi, khi đứa bé được 8-9 tuổi thì cha mẹ mới đem gửi cho một cái vị giáo sư trú danh ở tại Takasila để dạy, để nó được học về nghệ thuật văn hóa và võ thuật kiếm. Khi Angulimala được đến học tại nơi vị thầy thì luôn luôn Angulimala tỏ ra là xuất chúng, chúng ta gọi là Ahimsa, vượt trên các bạn bè đồng môn. Cho nên có kẻ đốt kỵ, ghen ghét họ mới đặt điều nói Angulimala có những lời nói trịch thượng với thầy. Như vậy vị thầy lúc ban đầu thì không tin và luôn luôn có cái sự thương yêu người học trò thông minh của mình, nhưng mà các học trò khác cứ lặp đi lặp lại, hết người này nói đến người kia nói, nó đều giống nhau, khiến cho vị thầy sanh tâm ngờ vực rồi ghét bỏ. Nhưng mà bây giờ là một vị thầy không thể nào mà giết chết học trò được,
đó là bất nhân. Cho nên ông thầy ông tìm cách ông gián tiếp hại Ahimsa. Ông thầy nói rằng nay con đã học thành tài rồi, nhưng mà có một môn mà ta chưa có thể dạy con được, đó là cái môn và chú thuật. Và khi muốn học cái môn chú thuật này thì cần phải có con phải đi giết cho đủ 1.000 người và mỗi một người cắt một cái ngón tay để về thầy làm phép cho học chú thuật. Angulipala bây giờ đã tinh thông võ nghệ và có sức mạnh phi thường, nên Angulipala vì tham vọng muốn được học cái môn chú thuật từ nơi vị thầy nên đã ra đi. Và từ đó trở thành một tay cù sát và Angulimala chặn được những người đi qua lại và giết chết họ, cắt lấy cái ngón tay để làm dấu, để đánh dấu được bao nhiêu ngón tay là giết được bao nhiêu người. Cứ mỗi ngày xong rồi Angulimala ngồi đếm lại cái số ngón tay đó. Và thưa quý vị, nhưng chúng ở trong vùng họ quán sợ, họ luôn luôn bị ám ảnh và kinh hoàng ở tại cái con đường xa vắng đó, có một tên tướng cướp giết người không cấm tay, quan quân địa phương dầu cho cử binh lính đi đến để tiêu diệt nhưng mà không thể nào thắng được Angulimala. Và do đó quan binh ở địa phương cũng chịu bó tay và dân chúng ở trong làng họ phải tản cư bỏ đi nơi khác, không dám ở vùng đó nữa, không dám để cho Angulimala thấy mặt. Và cái câu chuyện tiếp đến thì chúng ta cũng nên biết rằng là vua Vasenadi được nghe quan lại địa phương thông báo và yêu cầu nhà vua cử đại binh chinh phạt. Người mẹ của Angulimala thì vì thương con nên đã lén trốn
ông Bà La Môn thân phụ của Angulimala, để lên rừng đi tìm đến đứa con trai thông tin, bảo trốn đi vì vua cử đại binh chinh phạt. Sáng ngày hôm đó, Đức Thế Tôn ngài quan sát duyên lành của chúng sanh mà hữu duyên nên tới độ, thì ngài thấy được tướng cướp Angulimala. Và ngài biết được rằng là Angulimala đã giết hết 999 người, chỉ còn có một người nữa là đủ số 1.000 ngón tay. Nếu Angulimala trong hôm nay, trong ngày hôm nay mà thấy mẹ của mình, thì vì nấm lòng cho đủ 1.000 ngón tay, nó sẽ giết mẹ, và như vậy thì nó sẽ trở thành một cái nghịch tội, đại nghịch tội. Và như vậy nó sẽ mất đi cái lợi ích lớn, nó bị thiệt hại lớn, là không thể nào chứng được đạo quả. Chính vì vậy Đức Thế Tôn ngài đã xuất hiện bằng thần thông của ngài. Ngài xuất hiện gần Angulimala hơn. Angulimala mới suy nghĩ kia là một người đàn bà đi tới. Đây là một người, một vị sa môn cũng đang đến gần ta, trong khi ta chỉ cần thiếu có một ngón tay nữa thôi, một người nữa, giết một người nữa đủ rồi. Thế là Angulimala đã bỏ qua mẹ của mình, không giết, và bắt đầu nhắm vào Đức Thế Tôn, rượt Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới dùng thần thông để giữ cái khoảng cách nhất định, mà Angulimala dầu cho chạy với lực nhanh như gió cũng không thể nào rượt đuổi Đức Thế Tôn được, giống như là rượt theo cái bóng của mình. Chạy chậm thì cũng không có đạt được cái bóng của mình, chạy nhanh cũng không có cái bóng chạy nhanh nữa. Cho nên Angulimala lúc đó mới gọi Đức Thế Phật: này Sa Môn hãy dừng lại, này Sa Môn hãy dừng lại. Và cái câu chuyện này bắt đầu ở trong cái bài kinh Angulimala mà chúng ta vừa được nghe. Thì quý vị đã biết sau đó như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ xin thuật lại cho quý vị nghe vào cái giai thoại trong cái thời, giai thoại của Angulimala trong cái thời thời trẻ, thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành thôi. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái chương thì là cái siêu. Thứ tỏ tự quyền, thứ tỏ có mặt của chúng máy, thứ tỏ nghe được không? Nếu thứ tỏ tự quyền nghe được, thứ tỏ hoàn thiện. Trả lời cho cô, trả lời tiếp theo. Thứ tỏ tự quyền, ở trong bài kinh này, chúng ta nghe một câu chuyện tương đối rất là quen thuộc. Hầu như ai đọc kinh điển đó thì cũng đều nghe cái câu chuyện Đức Phật độ vô não Angulimala. Có người thắc mắc điều là Angulimala
đã giết hàng ngàn, gần 1.000 người, và người thứ 1.000 trước khi biết những người thứ 1.000 là mẹ mình thì được Đức Thế Tôn tế độ. Thì có phải người hỏi rằng tại sao mà Đức Thế Tôn có xuất hiện sớm hơn, ngày độ Angulimala sớm hơn? Nếu ngày xuất hiện sớm hơn thì đã không có nhiều người bị giết cái vô tội. Thì sư tổ tự sư quyền giải thích sau về điểm này, kính thưa sư tổ. Nam mô Bụt Tha Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Vì anh nói rõ và cảm ơn. Hãy chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng ta kính lễ sư phụ từ xưa thông qua giúp đảnh từng học pháp tân tạm hành đến Đức Phật kính sư nguyên thông cùng chư tăng đại diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Có thể nói đây là một cái lý mà chúng ta hiểu trên cái lý thì nó sẽ dễ dàng hơn trên cái sự tình. Phật pháp dạy tất cả đều do cái duyên nghiệp của chính mọi người, mà chúng ta phải hiểu Đức Phật đó, là một bậc toàn tri toàn giác. Ngài chỉ cho chúng ta để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Ngài thuyết giảng về nhân quả, về nghiệp báo. Vậy hỏi rằng nếu như vậy thì Đức Phật, tại sao Đức Phật Ngài không tiếp độ Angulimala sớm hơn để thì đỡ nhiều người phải chết? Nghe thì nó rất là hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút xíu nữa, chúng ta có thể đặt một giả thuyết như thế này: tại sao Đức Phật Ngài chỉ có 80 năm thôi? Tại sao Đức Phật không sống có đủ khả năng Phật Ngài sống 1.000 năm muôn kiếp luôn? Tại sao Phật không sống tới bây giờ? Nếu như có Ngài thì người ta đảnh lễ, người ta cúng dường Ngài vô lượng công đức. Thế đây cũng là một cái giả thuyết mà chúng ta lập định như vậy. Nhưng hỏi điều đó nó có hợp lý không? Trong khi Ngài nói về nhân quả, tất cả chúng sinh phải chết, tất cả chúng sinh phải bị sự vô thường, khổ não, vô ngã. Ngài đã nói lên cái điều đó. Rồi bây giờ Ngài sống ngàn năm muôn kiếp thì xét một cái lý khác thì nó cũng hơi lạ. Đây là một chuyện. Vì thứ nhất, vì thứ hai, lẽ ra thì Angulimala đã chết từ thời bé. Khi cha mình thấy một đại nguy đại họa về sau tính giết, hay ngay cả vua Pasenadi, nếu như không cản cha của mình, cha của Angulimala thì sẽ giết. Lẽ ra thì đó là mối nguy hại của quốc gia, vua Pasenadi phải giết chứ sao. Nhưng điều này cũng phải yên như vậy, đứa trẻ vô tội. Ở đây chúng ta thấy tại sao biết hết nhưng người ta không làm. Bởi vì cái phước mạng của Angulimala còn. Đây là cái lý thứ nhất. Angulimala không chết sớm được. Còn cái lý thứ hai, tại sao mà về sau rằng Angulimala mới giết nhiều người như thế, đến 999 người. Thì Angulimala thì Đức Phật Ngài mới xuất hiện để tế độ. Anh nhớ Đức Phật chúng ta làm việc nó đều phải dựa đến nhân quả, chứ không phải tự động Ngài làm. Tại sao mà đến 999 người? Dẫu cho Đức Phật Ngài có xuất hiện sớm thì Angulimala cũng sẽ không dừng. Chúng tôi đang lập luận trên cái vấn đề nghiệp. Bởi vì cái nghiệp sát của Angulimala đang sát như vậy, và những chúng sinh có những cái quan kết với Angulimala về hứng chịu. Như một cái cơn bão mà nhiều người, hay là một cái cơn đại nạn, đại dịch, nhưng những người này không có sức đề kháng thì họ phải bị. Còn mẹ Ngài và Đức Phật
có đầy đủ sức đề kháng cho nên vượt qua. Và đặc biệt là mẹ ngài, sức đề kháng này chính do Đức Phật ngài hiểu biết được, cho nên ngài mới dùng cái thuốc để ngăn ngừa, trong ly để ngăn ngừa cái virus giết hại của Ly Ma Lá ngay tại điểm này không thể bước qua được. Tại sao như vậy kính thưa quý vị? Bởi vì ngài quán thấy Ly Ma Lá có thể chứng đạo chứng quả. Nhưng nếu như một người mà giết cha giết mẹ thì là đại tội, không thể nào mà thành tựu quả vị thánh quả A La Hán được. Cho nên Đức Phật ngài ra tay để dừng lại. Và sự thật ra thì 999 người này đã có quan kết, đã có coi như là đã có ân oán, đã có vướng vào bị virus sát hại của Ly Ma Lá, cho nên những người đã chết dưới cái sự sát hại của Ly Ma Lá đang nói rõ và thực tế. Con mẹ của ngài là miễn nhiễm do có liều thuốc của Phật ngăn cản Ly Ma Lá dừng lại. Cho nên nếu mà nói về cái nghiệp quả thì kính thưa quý vị, như chúng ta thấy chính Đức Phật ngài, ngài làm việc mang tính nhân quả. Dẫu cho ngài có xuất hiện sớm thì Ly Ma Lá cũng không thể nào tế độ Ly Ma Lá được. Chúng ta phải nhớ như vậy, đây là sự thật. Bởi vì ngài tế độ người hữu duyên ngài mới tế độ. Còn chiều theo quy luật của nghiệp quả thì những chúng sinh này phải hứng chịu. Đây cũng là một điều mà chúng ta thấy nhiều khi có những lý mà chúng ta có thể diễn dẫn, cái lý nghe thì nó hợp lý, nhưng sự thật ra xét lại cái lý đó đó thì nó có những cái lý khác nó che khuất rồi, nó đã chắn, nó đã che rồi. Thì cái lý nghiệp quả, chính Đức Phật ngài thuyết về nghiệp quả, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen, nghiệp không trắng không đen sẽ kết quả không trắng không đen. Ở đây ngài đã thuyết tuyên thuyết về cái nghiệp quả như vậy thì sự vận hành của các pháp hành dựa trên nhân quả, thì chính ngài ngài cũng chiều theo nhân quả thôi. Cũng như Đức Phật ngài đi về cái dòng họ Thích Ca của ngài ở dòng sông Rohini, để dùng mọi cách mà có thể dừng lại được lúc mà cuộc chiến của dòng Sakya và dòng Rohini. Thì hai dòng tộc này có sự tranh giành nước, thì Đức Phật nói chẳng là các ngươi là những người sắc đế lị, các ngươi là những người danh gia dòng tộc như vậy mà đi giành nước chứ nhau, thì có đáng hay không? Thì mọi người biết chia, biết sẻ nhau xíu thì nó sẽ hiểu cái tư lý thì nó tốt hơn. Nhưng chúng ta nhớ, đến một lúc mà Đức Phật ngài biết vua Virudapha A Sở Thế vì hận dòng Thích Ca lấy sữa để rửa cái ghế chỗ mà ngài ngồi, đây là một đứa con vô thừa nhận, hay là đứa con coi như là lúc chúng ta gọi là đứa con vô thừa nhận, cái quan kết đó Quý Đô Đức Phát sẽ giết chết. Mà đó là những người thân tộc của sắc cái giá của chính Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì Đức Phật ngài cũng ra tay cũng không thể cứu vớt toàn phần được. Tại đây chúng ta thấy Đức Phật ngài biết rằng cái nghiệp của dòng sắc cái giá nó đại như thế. Tại sao Đức Phật ngài không cứu hết dòng sắc cái giá, hay là tế độ hết cho dòng sắc cái giá tu? Thì chúng ta nhớ, có những người tu, có những người không tu. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa chính là anh vợ của Thị Đạt Ta mà, thì Đức Phật ngài cũng cố gắng cứu hết sức mình đó chứ. Rồi Đề Bà Đạt Đa cũng đâu có thể làm đúng được. Nhưng cuối cùng, chỉ là phút giây cuối cùng để cho xuất hiện
tức giờ phút cận ứng cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa mới tỏ ra ăn sám hối đến Đức Phật. Và Đức Phật Ngài xác định rằng trong tương lai thì Đề Bà Đạt Đa sẽ là một vị Phật độc giác tên là Akhisara. Thì ở đây chúng ta thấy có những điều mà Diện vẫn cảm thấy rất là hợp lý, nhưng cái đó nó còn chiều theo cái quy trình nghiệp quả. Như hồi nãy chúng tôi vừa nói, nếu bây giờ Đức Phật Ngài sống tới bây giờ thì một cái cúng dường ngay Phật, một cái đỉnh lễ Phật vô lượng công đức, thì chúng ta thấy nói thì như vậy, nhưng chúng sinh vậy nó thiếu phước quá, nào không gặp Ngài được, chỉ ra không yếu tu được. Thì dẫu cho Đức Phật Ngài có ở lại thì Ngài cảm thấy rằng nó không hữu duyên nữa. Cho nên theo cái nhân quả, theo cái nhân duyên mà đã đi. Vì vậy cho nên tại sao mà Đức Thế Tôn không độ Angulimala sớm hơn để khỏi nhiều người bị sát hại, thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng nó chưa có đủ duyên cho Đức Phật Ngài không thể ra tay được. Mà cái đủ duyên thì chính Đức Phật Ngài bằng mọi cách, tức là Ngài có đầy đủ cái khả năng để thâu phục, để cho Angulimala phải tâm phục khẩu phục chính Ngài. Thì kính bạch Thượng Tọa, đây là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có gì cần có tốt thì công tỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thà. Thú chương trình chúng tôi chuẩn bị để Đức Phật Tính đây, để Đức Tính có mặt trước máy không? Nếu để Đức Tính nghe được, xin định để Đức Tính trả lời cho câu hỏi lần tiếp theo. Dạ, để Đức Tính đây. Angulimala là một hung thủ giết rất là nhiều người. Bây giờ được Đức Thế Tôn cho xuất gia, nếu ngày hôm nay mà có một tội phạm giết người mà chưa có lãnh án, chưa được đưa ra trước pháp luật, mà chưa không tính biết là người đó có cái đã làm những việc tội ác như vậy, thì xin tính nhận bùi chùa tu không? Xin tỉnh chưa đó. Nam Mô Bổn Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Thượng Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa Hồng vừa nêu lên, thì thực sự ra đó, nếu mà mình biết rõ, và mình biết rõ là cái người đó là tội phạm mà chưa có nhận án, có nghĩa là chưa có chung á, thì thật sự ra thì đối với cái thời không có ai dám nhận, không có ai dám nhận. Theo con nghĩ thì không phải là chỉ một mình con, mà đối với những người khác thì chắc có lẽ rằng các vị cũng không có dám nhận. Chỉ có trừ cái trường hợp là cái người phạm tội đó, người ta đã thi hành án xong, có nghĩa là khi mà người ta đã trả xong cái nợ nần đó, người ta xin quy ngưỡng cửa Phật, thì chỉ có cái trường hợp đó mới được nhận thôi. Thành ra đó, ở trong cái lực mà khi mà tu thì khu đó, thì có cái trường hợp là hỏi cái người đó có bị quốc độ, có nghĩa là có bị vua vua hoặc là quan đang truy nã hay không. Nếu mà có thì cái vị đó tu không có thành tựu, còn cái vị đó nếu mà không có vướng vào cái trường hợp đó thì cái vị đó sẽ được tu. Thành ra đó thì thật sự ra đó, chúng ta nói là
đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Nhưng mà có những cái điều lực là có những cái điều lực cấm, thành ra chúng ta cũng phải chịu thôi. Là nó cũng giống như là một cái bức tường. Và cái câu chuyện này nó không phải là tự nhiên mà có, cũng chúng tôi nói hình như là cũng trong cái tích truyện này mà từ đó trở đi thì Đức Vua đã xin Đức Phật. Nhưng mà sau này những người nào mà bị quan quân đang truy nã, có nghĩa là tội phạm đó, thì nếu mà xin xuất gia thì không có được xuất gia, chỉ trừ khi nào không có bị những cái quan quân truy đuổi, có nghĩa là không phải là tội phạm đó, thì cái người đó mới được xuất gia. Thành ra ở trong cái câu hỏi này đó, nếu mà một người mà người ta chưa có thi hành án xong, mà người ta phạm tội mà chưa có thi hành án xong đó, thì chắc có lẽ là Chư Tăng sẽ chấp nhận, vì cái luật ở trong đạo là như vậy, và cái luật của quốc độ hoặc là ở ngoài đời cũng vậy, phải có cái sự mà thi hành án được xong, nói chung là trong sạch trở lại rồi đó, thì cái người đó mới được xuất gia. Do vậy mà tất cả quý sư đều phải thực hiện đúng cái điều luật này. Đây là những cái ý con được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thượng tọa trở lại. Sao thì cứ dừng để được sư tổ không tin, sư tổ có còn ở trước máy không? Nếu tổ đang có bạn trước máy xin kính, sư tổ quan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin hỏi tổ không tin, sư tổ có nghe được không? Thưa quý vị, chúng ta đọc rất là nhiều câu chuyện về những con người được chuyển hóa từ ác thành thiện. Như là câu kinh Pháp Cú được Đức Phật dạy, và Ngài Angulimala cũng đã lặp lại ở đây trong bài kệ của Ngài, là ai dùng các hành lành để xóa tan các ác nghiệp, chói sáng giữa đời này như trăng thoát khỏi mây. Một trong những cái đặc điểm của Phật Pháp là con người có khả năng chuyển hóa. Điều này không có dễ dàng để chúng ta hiểu trong đời sống. Đa số chúng ta là thấy ai tốt thì người đó tốt mãi mãi, xấu xấu mãi mãi. Ví dụ chúng ta nhắc về một người nào đó, họ xấu ở trong quá khứ thì mình nghĩ như vậy, thực ra không phải vậy. Một tấm mà có nhận thức rõ ràng, có hiểu biết thì con người chúng ta có sự thay đổi. Nhưng mà giỏi này nó còn lệ thuộc rất nhiều vào những cái nhân duyên thích hợp. Lấy ví dụ là Angulimala có một căn bản rất là tốt, nhưng bởi vì bị người thầy cố tình dẫn dắt sai lạc để dạy liền một phép thuật. Một phép thuật rất cần đến một cái tràng hoa có 1000 ngón tay để liền chúng. Như trường hợp ở Việt Nam chúng ta nghe nói có những người họ liền thiên linh cái, thì thứ vì đã khiến từ một người rất là hiền lành trở thành một người cuồng sát, gặp được Đức Phật. Và Đức Phật ngày chỉ dạy một câu thôi. Khi Angulimala chạy theo Đức Phật, Angulimala gọi Đức Phật hãy dừng lại, thì Đức Phật ngày dạy rằng Như Lai đã dừng lại đâu rồi, chính người mới là kẻ đang chạy đuổi.
thứ vì có đôi khi có một câu nói, một câu nói giản dị, không cần phải triết lý dài dòng, nhưng một câu nói đúng thời, đúng chỗ, đúng người, thì tự nhiên câu nói thay đổi cuộc sống con người. Đây là một cái gì rất là ảo diệu và cũng là rất là khó hiểu trong đời sống. Có những con người mà cha mẹ dạy không biết bao nhiêu thứ, trường học dạy không biết bao nhiêu thứ, họ không tốt được, nhưng bất ngờ vì một câu nói nào đó đã thay đổi cả cuộc đời họ. Vì vậy, cái gọi là khả tính giác ngộ, khả tính giác ngộ ở đây tức là một con người có thể chuyển hóa trở thành tốt hơn, đôi khi nó vượt ngoài cái kỳ vọng của chúng ta. Cuộc đời này không thiếu gì những người đó, thứ vì bao nhiêu là trường học, bao nhiêu là thầy dạy, không làm cho một con người không ra. Nhưng bất chợt họ học được cái gì đó rất là đơn giản, nhưng mà khi đời sống của người này rẽ sang một bước ngoặt, thì với chúng ta thấy rất nhiều công sống. Và do vậy chúng ta tin là cái gì chuyển hóa tâm thức là một sự chuyển hóa toàn diện. Một số người nghĩ rằng nếu ngày mai này mình trúng số độc đắc, cuộc đời sẽ thay đổi. Nhưng quên một điều rằng nếu cuộc sống của họ mà có khả năng thay đổi, nhân Bolivara thay đổi, thì họ sẽ cảm nhận rất nhiều điều vô nhiệm, rất nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống. Vấn đề là tự mình có thể thuyết phục chính mình để thay đổi hay không, hay là hoàn cảnh chung quanh có thuyết phục thay đổi hay không, thì đó là một điểm rất là đáng để chúng ta suy ngẫm. Chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện hôm nay ở tại đây và xin kết thúc chương trình sinh hoạt của Trung Phổ Pháp Bồ Tát Tham Ma. Đảnh lễ chư tôn đức, kính thưa quý ngài đã vào trong đời thuyết giảng. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Dạ con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạy Phật pháp hữu cho chúng, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và